Vào một ngày đẹp trời, mùa thu, trời đầy sao. Trên mái nhà của một ngân hàng lớn của thành phố Nhật Bản, có hai người đang trò chuyện với nhau. Một kẻ có đôi mắt rực đỏ như ngọn lửa hồng. Hắn đang nói ra một giọng cực kỳ ghê rớm. Hãy nhảy đi cô bé, hãy đến với thiên đường, hãy đến với chúng tôi. Đột nhiên, cô bé đứng phía trước của tên này, từ trên cao đã nhảy xuống dưới. Thế là cô gái tội nghiệp kia đã rơi từ tòa nhà trên cao của ngân hàng, té xuống, đập đầu xuống bậc thềm và tử vong tại chỗ. Vậy kẻ đã xúi giục cô gái, hắn là ai? Tự dưng hắn cũng đã biến mất trong bóng đêm. Đây là một câu chuyện đầy ám ảnh các bạn cần nhắc trước khi xem. Rang rang rang. Alo, tôi là nhân viên cảnh sát đây. Chúng tôi gọi từ công an tỉnh đây. Hôm nay công an tỉnh đã nhận được một nhiệm vụ cấp báo. Đó chính là một ngân hàng tại thành phố của Nhật Bản hiện tại có một vụ án rất là kỳ bí, yêu cầu nhân viên của công an tỉnh phải điều tra và làm rõ vụ việc này. Nghe rõ, nhận nhiệm vụ. Ôi giời ơi, hôm nay lại phải đi xa rồi. Vợ ơi, chắc có lẽ là chiều tối ngày hôm nay anh không thể về nhà ăn cơm rồi. Con gái ơi, bố đi làm đây. Ok bố, chào tạm biệt bố. Và rồi người đàn ông cảnh sát có màu da nâu này cũng bắt đầu chuyến hành trình. Liệu công cuộc điều tra của ông ấy bắt đầu từ vụ án bí ẩn này sẽ khám phá ra, hay là ông ấy sẽ bị cuốn vào những điều kỳ bí của vụ án này đây? Sau khi đi một hồi, cuối cùng vị viên cảnh sát của chúng ta cũng đến được hiện trường một ngân hàng Maze Bank lớn nhất của thành phố nước Nhật. Dường như những người dân ở đây đi rút tiền, họ cũng đã thấy người chết nên đã bù lại xem rất đông. Cảnh sát bên phía khu vực cũng đã tới chụp hình ghi lại những bằng chứng. Này anh, hãy kể lại tóm tắt toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay được không? Vào lúc 5 giờ sáng, khi các nhân viên ngân hàng tới để chuẩn bị mở cửa thì bóng chân họ đã phát hiện được một xác của nữ sinh này. Sau khám xét ban đầu thì cho rằng nữ sinh này đã nhảy từ trên cao xuống. Hiện tại chúng tôi đang làm rõ sự việc. Anh có phải là từ công an trên tỉnh điều tra xuống hay không? Đúng rồi, những vụ việc kỳ bí và liên quan đến học sinh thì chúng tôi sẽ trực tiếp điều tra. Nhưng xin cho hỏi, đây có phải là vụ án đầu tiên xảy ra ở khu vực kỳ lạ như thế này hay không? Thưa anh, đây không phải là vụ án đầu tiên. 3 năm gần đây thường xảy ra những vụ tự tử, chủ yếu là các học sinh và các cô gái trẻ. Chúng tôi đã nghiên cứu và điều tra rất kỹ nhưng không hề biết tại sao, nguyên nhân vì sao mà các cô gái này tự tử. Đa số các cô gái này thường không có gia đình. Wow, vậy tôi nghĩ đây không phải là những vụ tự sát thông thường. Chắc chắn sẽ có điều gì nằm phía sau lưng, hoặc đây là những vụ mù sát. Nào, bây giờ các anh hãy cho tôi một ít thông tin về tất cả những người tự tử ở khu vực này. Ok, tôi sẽ gửi cho anh tất cả vào tin nhắn. Vị viên cảnh sát này cũng bắt đầu quay trở về. Nhưng khi trên đường quay về nhà thì lúc này bầu trời cũng đã sập tối. Tuy nhiên, ông ấy đã suy nghĩ ra một kế hoạch. Đó là ông ấy sẽ đi theo những cái vị trí địa điểm mà các cô gái ở thành phố Nhật Bản này hay tự tử, dựa trên thông tin mà cảnh sát khu vực cũng đã gửi. Ông ấy sẽ đừng tuần tra xem có thông tin gì hay không. Tại sao
Những vị trí này thường được các cô gái chọn là nơi để tự tử. Ông ấy sau khi xem thông tin và đã thấy được một điều rất kỳ lạ. Dường như những vị trí đó, những nơi nhảy đó, nó đã là một cái gì đó thật logic, thật là trình tự. Chắc chắn chuyện này không phải là ngẫu nhiên, không phải là đơn giản, mà có ai đó đứng sau lưng sắp đặt. Và rồi, ông ấy đã ghé lại một trường học nơi đã từng có hai cô gái trẻ tự tử. Nhưng mà ngày hôm nay không có gì cả, một ngày bình thường. Thế là ông ấy tiếp tục đến một nhà thờ nơi mà cũng đã có một cô gái tự tử. Và rồi, từ xa ông ấy đã quan sát cái nhà thờ này. Nó cũng rất yên lành, chẳng có chuyện gì xảy ra. Và cuối cùng, ông ấy cũng đã từng tra rất nhiều điểm theo địa chỉ mà đã có những vụ tự tử rất bí ẩn. Nhưng mà hầu như đều chẳng có gì xảy ra đêm hôm nay. Cho đến khi ông ấy đi ngang một khu vực mà vô tình ông ấy cũng chẳng tra trên bản đồ, chẳng tra trên vị trí thống kê của vị cảnh sát khu vực đã gửi cho ông ấy, thì ông ấy đã bắt gặp được một cảnh tượng, một cô gái trẻ giống như say rượu đi cả từng trên nóc nhà. Ông ấy đã lập tức xuống xe và chạy tới để khuyên cô gái. Cô gái ơi, hãy dừng lại đi, hãy dừng lại, đừng nghĩ quẩn. Cô gái cũng đã thấy vị viên cảnh sát đứng ở dưới là và khuyên cô gái đừng nhảy. Nhưng mà dường như cô gái không kiểm soát được mình. Cô gái mơ mơ, hồn hồn, áo áo, thực thực, làm theo những lời của tên mắt đỏ phía sau lưng. Sau đó cô ấy cũng đã không màng tới tính mạng, đã nhảy xuống bên dưới. Trời ơi, tại sao tôi khuyên cô mà cô vẫn nhảy? Trời ơi, một người con gái tội nghiệp. Tại sao tất cả những vụ án ở đây đều xảy ra một cách kỳ bí như vậy? Lúc này ủy viên cảnh sát ngó thẳng lên trên và vô tình thấy được một cặp mắt đỏ. Hả? Người kia là ai? Mình phải nhanh chóng lên trên coi xử có chuyện gì thôi. Vị viên cảnh sát cũng cấp tốc leo thang máy để lên trên đó. Vị viên cảnh sát sau khi leo lên sân thượng này, anh ấy cũng đã đi lục tung khắp xung quanh và thấy được hai dấu chân. Không những dấu chân của một cô gái mà còn dấu chân của một người khác nữa. Khi thấy có người xuất hiện, chính là viên cảnh sát, thì cái tên xúi dục cô gái vừa nhảy lầu, hắn cũng đã nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, hắn đã sử dụng dù để nhảy từ trên cao xuống. Vị viên cảnh sát cũng đã đuổi theo và thấy được bóng người. Khi ngó xuống, thì hắn đã chạy xa rồi. Vị viên cảnh sát lúc này cũng đã cấp tốc leo xuống bên dưới, dùng xe ô tô đuổi theo. Nhanh nào. Anh ấy cũng đã cố gắng đuổi theo người bí ẩn kia. Và rồi, anh ấy cũng đã đuổi tới một khu vực ngoại ô. Nhưng mà khi tới đây thì mọi thứ cũng đã bị mất dấu. Rõ ràng thấy được cái tên bí ẩn kia, hắn đã chui vào một trong những nhà này. Sau đó mình không tìm thấy dấu vết nữa, nhưng không biết nhà nào cả. Thôi, hỏi thăm đại một nhà đi. Cốc. Thưa cô, xin lỗi cô vào ban đêm, nhưng mà tôi là cảnh sát tỉnh, hiện tại tôi đang điều tra một vụ án. Cái cô gái trẻ hàng loạt đã tự tử bởi vì một nhân vật nào đó đã xúi dại. Cô có thấy ở xóm mình
thường xuất hiện một nhân vật kỳ bí có đôi mắt màu đỏ hay không? Thưa ngài cảnh sát, đêm khuya rồi mà ngài quấy rầy dân lành quá. Tôi đang ngủ thì bị ngài gọi dậy, trời rất là lạnh, tôi già rồi. Tôi chẳng thấy ai quanh đây cả, xin ngài hãy đi cho, đừng làm phiền. Thật xin lỗi bà, tôi đã làm phiền, nhưng bà hãy làm ơn giúp tôi suy nghĩ kỹ lại, coi có nhân vật nào kỳ lạ ở khu vực quanh đây không ạ. Ủa, nhưng mà trong nhà của bà có mùi gì rất nồng nặc, dường như có mùi chuột chết hay là xác của con động vật gì đó. Thưa ngài, tôi chẳng nhớ gì cả, tôi cũng chẳng biết gì cả, xin ngài đi cho, ngài đừng làm phiền, nhà tôi chẳng qua là rác chưa đổ thôi, ngài hãy biến giùm cho. Người đàn bà tức giận quát lớn, thế là viên cảnh sát cũng từ từ bỏ đi. Nhưng tại sao bà lão ấy lại gắt gao với lại chú cảnh sát chứ? Làm phiền giữa đêm thì đâu có chuyện gì là quá đáng. Đồng ý là đánh thức giấc ngủ, nhưng mà việc này liên quan tới an ninh cả xóm làng. Anh cảnh sát suy nghĩ đào đầu, anh ấy cũng đã bỏ đi, bà già kia cũng đã quay vào nhà. Tuy nhiên, anh cảnh sát của chúng ta đã không vội vàng bỏ đi một cách dễ dàng như vậy. Anh ấy đã chạy một vòng để xe ở ngoài một bờ kênh này, rồi sau đó đi bộ lẻn vào nhà bà giấy. Bởi vì anh ấy rất nghi ngờ cái bà già này, chắc chắn bà ấy đang chứa đựng một bí mật gì đó. Sau khi quay lại căn nhà của bà ấy, anh ấy cũng đã len lén nhìn qua tiếng cửa sổ và nghe được những tiếng động. Một cuộc nói chuyện giữa bà lão ấy và một người thứ hai. Khuya rồi mà có ai gõ cửa hỏi chuyện nhà mình thế mẹ? Có một gã cảnh sát, hắn ta đến đây để tìm người đó con. Con đừng quan tâm, hãy vào nơi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà mẹ ơi, con chán sống trong cái căn nhà này lắm rồi, con muốn đi ra ngoài, mẹ có thể cho con ra ngoài được không? Con đang bệnh rất nặng, con không được phép ra ngoài, đừng nói nhiều, hãy vô giường và nghỉ ngơi đi. Đứng ở ngoài cửa sổ quan sát và nghe được tiếng động thì bỗng dưng cái mùi nồng nặc mà anh cảnh sát vừa ngửi lúc nãy nó cũng đã bay qua khe cửa sổ. Cái mùi ấy dường như xuất phát từ cái người bí ẩn thứ hai kia, tức là cái người con của người đàn bà lúc nãy. Anh cảnh sát càng ngày càng nghi ngờ hơn. Và rồi anh ấy đã đứng chờ ở một góc đường quan sát căn nhà này. Đến khi người phụ nữ kia đi ra ngoài, anh ấy sẽ đột nhập vào nhà. Khi mà mặt trời ló dạng thì người phụ nữ cũng dặn con của mình ở trong nhà, bà ấy đi ra ngoài mua thức ăn. Dường như nhìn bà ta có vẻ lén lút. Khi bà ấy bước đi thì anh cảnh sát cũng thấy được và chớp lấy cơ hội lén vào nhà của bà ta. Anh ấy đã cố gắng bẻ cái ổ khóa và chui vào bên trong. Khi vừa vào bên trong, một mùi xác chết nồng nặc bay lên. Anh ấy thấy mọi thứ ở đây rất bừa bộn và dơ giấy. Cái mùi xác chết đó nó bay ra từ trong phòng này. Khi anh ấy tiến thẳng, trời ơi! Một cái xác, một cái cơ thể zombie, nó cử động nhưng mà nó đã thối rữa rồi các bạn ơi. Khi thấy có người lạ thì đứa con của bà chủ này cũng giật mình tỉnh dậy. Thưa ngài, ngài là ai? Ngài tới đây làm gì? Oh my god, không thể tin vào mắt tôi được. Trời ơi, lúc này vị viên cảnh sát thoát lên, la lên, thật kinh khủng. Một cái xác chết, nó đã biết di chuyển. Tại sao một cái xác nó đã phân hủy như thế này mà vẫn còn sống được? Anh cảnh sát bình tĩnh lại và nói chuyện. Tôi là cảnh sát, tôi nghi ngờ trong nhà này chứa đựng một nhân vật bí ẩn đã hại chết rất là nhiều cô gái. Tôi đến đây để điều tra. Và
Vậy anh là ai? Tại sao cơ thể của anh lại phân hủy, nhìn kinh khủng như thế kia? Thế là chàng trai xác chết này cũng kể lại 3 năm về trước, lúc mà chàng trai đi học thì vô tình đã bị một chiếc xe tải tông chết. Người mẹ vô cùng thương tiếc nên đã lắp ra một loại bùa phép thật kinh khủng. Bà ấy đã giao tiếp với lại một con chú quỷ. Con chú quỷ này sẽ bàn linh hồn và giữ lại mạng sống cho con trai. Đổi lại, nó cần bà ta phải đi bắt linh hồn của những cô gái bằng cách khiến cho những cô gái tự tử thông qua những lời văn chương, những lời xúi dục khiến cho cô gái nhảy từ trên lầu cao xuống dưới. Vị viên cảnh sát nghe thấy cảm thấy ớn lạnh, không ngờ trên đời này lại có những thuật thật kinh dị đến như vậy. Lúc này vị viên cảnh sát cũng đã dò hỏi thêm, thì chàng trai cũng đã kể hết tất cả sự thật về những việc làm của mẹ mình. Chàng trai cũng đã khuyên nhân mẹ, nhưng mà mẹ của chàng trai nhất quyết không chịu. Bà ấy còn đe dọa nếu mà chàng trai không nghe lời thì bà ấy sẽ tự tử, vì quá thương mẹ nên chàng trai phải cắn răng chịu đựng. Với cơ thể thối rữa trong căn nhà này, mặc dù chàng trai muốn chết thật sự chứ không muốn hình hài cứ thối mãi như thế này. Lúc này vị viên cảnh sát mới hỏi, thế mẹ của cậu đâu? Bà ấy đã đi đâu? Bà ấy có phải đi hại người hay không? Thưa ngài, ngài đoán cũng chính xác lắm ạ. Bà ấy đã ra ngoài mua thức ăn, chắc có lẽ tới khuya bà ấy mới về. Bởi vì chiều ngày hôm nay bà ấy sẽ hại một cô bé. Cô bé ấy sẽ được giết tại một cái cây cầu lớn. Bà ấy sẽ dụ cô bé nhảy từ trên cầu xuống dưới. Xin ngài, ngài hãy thông cảm. Ngài đừng bắt mẹ của tôi. Cậu thật là một đứa con có hiếu. Chúng tôi sẽ cân nhắc. Chúng tôi sẽ làm dựa theo pháp luật. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi ra ngoài ngăn chặn bà ấy mới được. Nếu không, bà ấy sẽ giết thêm một mạng người oan uổng mất. Thế là vị viên cảnh sát cũng gấp rút chạy lên cái cầu rất lớn. Mà người con phân hủy kia cũng đã kể chi tiết. Bởi vì bà già đó sẽ gây án vào buổi chiều tối, mà bây giờ đã sáng sớm nên người cảnh sát phải đứng đây chờ đợi. Ông ấy phải đứng đây từ sáng sớm xem coi ai sẽ lên cái cầu này và điều nghi ngờ để ông ấy có thể ngăn chặn từ đầu. Nếu mà để quá trễ thì không thể nào cứu mạng được cô gái tội nghiệp kia. Trong lúc đứng quan sát những người mà nghi ngờ thì do quá mệt từ tối hôm qua không được ngủ nên ông ấy cũng đã ngủ gật đi. Và thế là vị viên cảnh sát đó đã ngủ quên từ trưa cho tới chiều tối. Khi màn đêm buông xuống thì lúc này vị viên cảnh sát chợt giật mình tỉnh dậy. Chết cha rồi, nãy giờ mình quên xem ai đã đi qua đây. Không biết nãy giờ có ai tự tử chưa nhỉ? Thôi, chàng viên cảnh sát này cũng cố gắng chạy khắp nơi cái cầu này để quan sát coi có động tĩnh gì không. Thì vô tình chàng ấy đã nhìn lên trên và thấy được hai người đang đứng tít ở trên cái cầu. Hãy nhảy đi cô gái của ta, hãy nhảy đi. Cuộc sống này đầy đau khổ. Người yêu cô, cha cô, mẹ cô đã bỏ cô. Hãy đến với thế giới bên kia đầy hạnh phúc. Hãy tiến tới bước nữa đi. Hãy tiến tới nữa đi. Chết cha rồi, nãy giờ mà mình không để ý họ lên đó bằng cách nào nhỉ? Bây giờ mình phải leo lên cái cột này rồi tiến lên trên đó thôi. Trời ơi. Và rồi khi vị viên cảnh sát này cố gắng leo lên thì cuối cùng anh ấy cũng tới nơi thật là kịp thời. Này cô gái kia, hãy dừng lại đi. Anh ấy đã tới và xô cái bà này dằn đi. Người phụ nữ sau khi bị anh cảnh sát đánh, anh cảnh sát đã tiến gần cô gái và lay cô gái. Lay cô gái.
hãy tỉnh lại, hãy nghe tôi giải thích đây. Cuộc sống này rất tươi đẹp, bà ta chỉ là đen thôi miên côi thôi. Hãy tỉnh dậy đi, hãy theo tôi đi xuống, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ôi trời ơi, tôi đã tỉnh rồi. Tự nhiên có một người kia đứng sau lưng để dụ dỗ tôi và cho tôi ăn một cái thứ gì đó. Sau đó bà ta đã nói những cái thứ mà khiến tôi muốn nhảy xuống để giải thoát khỏi cuộc đời này. Cảm ơn anh cảnh sát. Ok, mọi thứ đã ổn rồi. Bây giờ tôi với cô sẽ xuống dưới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống nào. Khi người con gái leo xuống trước, vị viên cảnh sát từ từ ôm sát bà mụ kia theo sau. Nhưng mà khi quay lại thì không thấy bà mụ đó đâu nữa. Ủa, bà vừa mới nằm đây mà. Đang lầy hoay thì bỗng dưng bà mụ đang cầm trên tay một cây dao, sau đó tiến tới đâm vị viên cảnh sát. Kìa các bạn ơi, trời ơi, bà ấy đã đâm vị viên cảnh sát, khiến cho vị viên cảnh sát mất máu quá nhiều, choáng váng và rơi xuống bên dưới. Và rồi mọi thứ đã đen tịt lại. Khi chàng trai của chúng ta đã mở mắt ra thì thấy được cái bà sát nhân này với đôi mắt đỏ lừ đã đứng cạnh mình, dường như bà ấy chuẩn bị xẻ mình ra làm đôi. Tại sao mày cứ theo dõi và phá chuyện của tao? Tao đã để ý thấy mày từ lần trước rồi, không ngờ mày lại biết được tao đang làm cái gì. Bây giờ mày không thể nào ngăn cản được kế hoạch của tao đâu. Chuẩn bị chết đi, thằng cảnh sát quèn kìa. Thì bỗng dưng lúc này người con của tên sát thủ cũng đã xuất hiện. Cậu bé này cũng đã cố gắng chạy tới gần mẹ. Mẹ, hãy dừng lại đi, đừng giết hại thêm người vô tội nữa. Tại sao con lại xuất hiện ở đây? Tại sao không ở nhà? Con biết con ra ngoài người ta sẽ giết con mất hay không? Hãy về nhà đi. Mẹ đừng giết vị cảnh sát này, chính con đã chỉ cho vị cảnh sát này tới đây. Mẹ đừng có cứu con nữa, con không muốn sống trong tình trạng này nữa đâu. Con trai à, ngày chú quỷ ngày hứa với mẹ, nếu mẹ giết được 100 mạng của cô gái thì ngày ấy sẽ giúp con sống lại và có một cơ thể bình thường. Hắn lừa mẹ thôi, làm gì có chuyện đó. Bây giờ con không ra người cũng không ra quỷ, con chán ngán lắm rồi, con không muốn sống nữa. Hãy tin mẹ đi con, mẹ làm tất cả là vì con. Hãy quay về nhà đi, nhanh lên. Nếu mẹ không dừng hành động này lại, con sẽ khiến mẹ hối hận suốt đời. Thế là chàng trai cũng đã nhảy ra một hàng rào của cái cầu, và chàng ấy cũng đã nhảy xuống bên dưới tự tử. Chàng trai của chúng ta chết tại chỗ. Vị viên cảnh sát của chúng ta dần dần cũng đã tỉnh dậy và thấy người đàn bà kia vô cùng đau đớn, dường như bà ta đã trở nên điên khùng, là lớn. Con ơi, khắp cả cái cầu này. Sau đó, vị viên cảnh sát cũng cố gắng dùng điện thoại di động của mình để gọi tới 911 thông báo bên cảnh sát và đưa họ có thể tới đây bắt bà lão kia cũng như cứu hộ cảnh sát đang bị thương của chúng ta quay trở về. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hôm nay là một câu chuyện khá mang tính chất tâm lý hơn là hành động. Các bạn có thích thể loại này không? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.